Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt đấy. Mình sẽ đi đón một thành viên mới nữa, sẽ về gia nhập cùng với anh em mình để tạo bất ngờ cho Mao Đệ Đệ. Thế nên là hôm nay mình sẽ không rủ Mao Đệ Đệ đi, tí nữa mình sẽ dẫn thành viên đấy lên sáp nhập với Mao Đệ Đệ nhé mọi người nhé. Đấy, đây này, hôm nay mình mặc một chiếc áo gọi là cực kỳ chuẩn chủ đề đó. Tí nữa mọi người sẽ biết thành viên mới của anh em mình từ đâu nhé. Bây giờ mình phải ra tận bến xe ở ngoài cách đây mấy cây cơ để đón thành viên mới. Đó, mọi người đi cùng mình xem thành viên mới của anh em mình nhé. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp trị mụn trị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Sau khi đi tầm chục cây số ra đến bến xe, mình đã đón được thành viên mới về rồi nhé mọi người nhé. Rồi. Cho mọi người xem thành viên mới của anh em mình. Mao Đệ thì nó rất là thích chó săn. Đây là một em cún mà anh Thưởng ở trên Bắc Hà tặng anh em mình nhá. Đây là dòng chó của người Hơ Mông. Nó là chó Hơ Mông lông mồm nhá mọi người nhá. Dòng chó này thì khá là dữ dằn, chuyên săn thú rừng, chim chuột, rắn rồi các con vật có kích thước tương đương. Dòng chó này người Hơ Mông chuyên nuôi để trông nhà, trông coi rất là trông coi nhà rất là tốt nhá. Nó có bản tính là khá là dữ một chút, nếu mà nuôi nhốt trong môi trường mà bị nhốt nhiều ấy là nó cái tính dữ trong con chó nó sẽ bộc phát rất là nhiều. Còn nếu mà nuôi như anh em mình ấy thì nó sẽ lành tính hơn. Nhiều con thì chỉ tôn thờ một chủ thôi. Mọi người nếu mà ai mà yêu quý cái dòng chó Hơ Mông và lông mồm Hơ Mông cộc đuôi, chó Mông cộc ấy, thì nhớ ghé vào kênh chó Bắc Hà TV của anh Thưởng ở trên Bắc Hà nhé. Mình để link ở dưới mô tả và trên màn hình nhé mọi người nhé. Mọi người sẽ ghé vào đấy mà có thể tham khảo các dòng chó ở trên người vùng cao họ nuôi nhé. Mình rất là kết em chó ở trên này. Em chó này là một em Hơ Mông đỏ lông mồm nhá. Để mình xem là nó có kia không, có đốm lưỡi không. Từ ngày xưa thì các cụ bảo là đốm lưỡi thì nuôi, đốm đuôi thì suýt. Nào, há mồm anh xem nào. Nào, anh xem nào, anh xem mồm nào. Có tí đốm. Đâu xem nào. Đấy, mồm nó rất là đẹp nhá. Khi nó lớn lên ấy, thì nó sẽ xù ra, không phải là lông nó xù nhiều mà nó cũng khá là to đấy. Anh Thưởng thì hôm trước là anh đã tặng cho anh em mình một con cái rồi, đây là một con đực nữa nhá. Đó, để về ghép đôi, tí nữa mình sẽ cho mọi người xem con cái sau, nhưng mà bây giờ mình sẽ tắm qua cho em nó một tí không nhỉ. Tắm không ngoan nhá, đây cho chó ăn nhé, cho thịt ăn nhé, xong rồi lên chơi với Mao Đệ nhé. Đây biết ăn hạt chưa? Em nó vừa đi một quãng đường khá là xa
tầm gần 400 cây từ Bắc Hà về đến đây, thế nên là đang khá là run, nhút nhát. Đây, lô, đây. Ra đây. Nào, bây giờ mình sẽ bắt một con cái ra cho mọi người xem nha. Đây. Ôi, cặp đôi hoàn hảo. Sang đây bạn đây mà. Có bạn nữa ấy, không được cắn bạn. Bạn mới không được cắn. Đấy. À, hôm trước thì em cún cái này về với anh em mình thì thời tiết nó hơi lạnh, thế nên là nó vẫn còn đang chưa quen thời tiết. Nó vẫn đang ốm yếu một chút, kiểu đi nó gặp gió ấy. Bây giờ mình sẽ dắt hai em lên chơi với mau đấy. Đấy, nào. Dễ thương đấy, nó xù, con này rất là xù nhé. Đấy, màu lông nâu này là màu lông của chó đột biến đấy mọi người ạ. Lông nâu với lại lông đỏ là đột biến, còn bình thường thì nó chỉ có màu trắng và đen thôi. Xù à, không cắn đâu. Đâu đây, con này được mấy tháng rồi? Dạ được mấy tháng rồi? Tầm 3-4 tháng ạ. À, hai con sắc mặt khác nhau nhé. Một con xù và một con này lắm lông tơ này sao ấy. Đi vào máu đi. Vào đây ơi. Có quả. Em chó này lên sát nhập với đàn chó săn nhà Mao Định. Đấy. Đẹp không? Thích không? Đấy. À, con kia nó cắn không? Đi ra. Con này nó từng cây đấy. Nhà Mao Định thì toàn chó săn thôi. Cho lên sát nhập vào đàn chó săn nhà Mao Định nhá. Hai con chó của người Hồng Mông đấy, cũng chuyên săn thú ấy. Chạy nhau nó cắn cho bây giờ. Cắn ấy, nó thử cười, nó lại lặn được một trường to. Đây, em đây là em chó mới nhá mọi người nhá. Em đây là em gì? Chó mới đặt tên. Con này là Đề. Ngày trước mình có nuôi một con cún tên là Lô và một con cún tên là Đề. Tại con này màu lông nhiều con Đề. Một con cún Lô thì bị cẩu tặc nó bắt mất, lúc nào không biết. Còn một em Đề thì hôm mình đã gửi em ý vào miền Trung rồi. Thôi bây giờ sẽ nuôi lại hai em, một em Lô và một em Đề. Em này là em Đề. Đó. Đẹp để nhớ về. Con này là chó của người Hơ Mông à? Ờ. À, Hơ Mông cũng cổng. Đâu, cổng đâu? Đây là Hơ Mông lông mồm. Còn Hơ Mông cổng đuôi khác. Sẽ đặt tên cho em nó là Đề, một em là Lô, để nhớ về một cái thời ngày xưa từng bây giờ mình không chơi Lô Đề nữa, thế nên là kỷ làm kỷ niệm đâu chó săn đâu hết rồi rồi. À, cho mọi người xem đàn chó săn của Mao Định luôn nhá. Ai mà nhà Mao Đệ thì thuốc nam gia truyền rất là nhiều đấy, mọi người nhá. Cháu đưa vừa tuyến này bà mới đến đây. Bà tận đâu đến ạ? Bà Hà Đông đấy, Hà Đông Hà Nội. Tận dưới Hà Đông. Ngay gần chợ Hà Đông. Ngay bà bị gì vậy? Bị xẹp dưới đệm đau lưng lắm. Lại gọi là năm ngoái thì là toàn trong trừ bấm huyệt khỏi rồi, nhưng mà năm nay nó lại bị đau. Mấy hôm nay nó thế nên mẹ cháu chưa cho xét nghiệm luôn. Bà phải dùng thuốc nam ra truyền thì
chưa khỏi dứt điểm luôn. Đấy. Bà thấy mình nói bạn, bà thấy mình nói vừa tiến hay lắm nhưng mà phải đến rồi chẳng. Đấy, bà lên và thấy gọi là hàng hóa kinh điển luôn. À, các thể loại bệnh luôn mang đến giới thiệu cho mọi người luôn đi. Mấy mình bốc chú nằm ra truyền nha mọi người nha. Ai mà bị bệnh gì như kiểu là thận gan chi dạ dày không, kiểu muộn con mà nhiễm tinh trùng mà thuốc hoa tai này, viêm xoang này thì liên hệ với mẹ mình là số 0978 297 312 nhé mọi người nha. Và một số nữa là gì nhỉ? Tôi mình để trên màn hình. Thôi mình để trên màn hình cho bà xem. Bà thấy mà trong vô không. Tuyến là bà phải lấy điện thoại và chụp ngay số của mày để bà như hôm nay đến. Thế thì ở trong dưới đấy bà đi taxi nữa. Taxi con dây nhà bà chở. Đây cũng nhiều người ở dưới đấy bị nói chung là hiếm muộn con. Nói chung là cũng có bây giờ bốc thuốc đấy rồi, cũng mấy người còn gọi là bệnh viện trả về lên cả hơn nữa. Có một cháu tết quá. Này bà ơi, đây này chưa lại con ghi cả số điện thoại ở Hòa Bình. À đâu? Hòa Bình cái gì đây này? Cũng chữa thuốc khỏi đau lưng. Coi nếu không khỏi không lấy tiền. Thì xong bảo thôi lên nhà Mao Đệ lấy thuốc uống đi. Kim Bôi Hòa Bình lấy số điện thoại đăng ký vào cổ tay. Hôm nay mở cô chúng bạn cứ lên đây yên tâm. Tại vì nhà Mao Đệ, mẹ Mao Đệ là đã chuyển từ lâu rồi mà. Thôi cháu ra đây chăm đàn cháu xanh. Đây cháu mọi người cho là cháu xanh đấy. Cảm ơn anh Thưởng ở kênh Chó Bắc Hà TV đã gửi tặng anh em mình hai anh em một cặp chó rất là một cặp cún rất là tuyệt vời. Chó Bắc Hà TV. Ai mà muốn tham khảo về các dòng chó ở trên vùng cao thì nhớ vào kênh Chó Bắc Hà TV để tham khảo nhé. Có rất nhiều loại chó đẹp mà trông nhà rất là tốt và làm cảnh rất là tuyệt vời nữa. Mình sẽ để link ở dưới mô tả và số điện thoại dưới mô tả nhé. Ai có nhu cầu thì cứ tìm ở dưới mô tả nhé và trên màn hình nữa. Thôi bây giờ mình xin phép kết thúc video ở đây. Chào tất cả mọi người nhé. Bye bye tất cả mọi người nhé.
cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. À, sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.